anh hả? Ở đây gió lớn quá, người lớn còn cảm thấy lạnh, làm bé tàu xì cảm lạnh thì phiền lắm. Nó không phải là bé tàu xì, nó là con của tôi. Bé tàu xì đã chết rồi. Bé tàu xì là con của tôi, không có phải là con của cô. Nói gì chính thái chào đời cùng ngày cùng tháng. Tại chính thái nhớ tôi quá, cho nên đầu thai về tìm tôi thôi. Cô bị điên thiệt rồi, cô bị điên thiệt rồi. Má và con có tâm liền tâm, cô và nó có linh cảm, tôi và nó cũng có linh cảm. Cô đã quên lúc nó ở trong bụng cô, nó đã nhận ra tôi sao? Lúc cô ẵm nó sẽ khóc. Lúc tôi ẵm nó ngủ rất là ngon mà. Nó theo tôi còn nhiều hơn là theo cô. Nó biết tôi mới là má thật sự của nó. Tôi không biết cô nói thần giao cách cảm cái gì. Nói cho cô biết, chồng tôi đang trên đường tới đây. Đợi lát nữa ảnh tới tôi sẽ nói cho ảnh biết. Cô mới là kẻ bị điên. Khôn hồn thì bây giờ lập tức đi đi. Tôi không để cô động tới con của tôi nữa. Chẳng phải lúc nào cô cũng nói chẳng thà tới công ty chăm khách cũng không muốn ở nhà chăm con sao? Nó chỉ mượn bụng của cô để chào đời thôi. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi. Cô giao bé tạo xì lại cho tôi. Tôi sẽ cố gắng nuôi dạy nó giùm cô, cho nó một gia đình tốt đẹp. Cho dù tôi ôm con cùng nhảy xuống dưới, tôi cũng không để cô động tới con tôi. Đừng má. Anh. Em à. Anh à. Đừng làm cho bé tàu xì sợ mà. Nó là con của chúng ta mà. Cổ mới là điên đó. Không phải em. Anh tin em đi. Anh tin mà. Anh tin em thật sao? Tin. Có đúng là anh tin em không? Anh không thể nào sống thiếu em và con được. Xuống đây đi em. Xuống đây đi. Đưa con cho anh đi. Coi chừng con đó. Coi chừng. Ẵm con giùm tôi đi. Ẵm. Sao anh giao con cho cổ? Nè, em, trả con lại cho em, tôi. Mà em trả con lại cho tôi đi. Em à, cô là đồ điên. Không phải, bọn mày bị điên đó. Anh nói tin em mà. Mau trả em con cho tôi. Bình tĩnh lại. Trả lại con cho tôi. Bình tĩnh đi mà. Trả lại con cho tôi. Bình tĩnh lại đi. Để đừng rồi, bình tĩnh trả đi. Trả con cho tôi đi. Nè. Trả con cho tôi. Bình tĩnh đi. Bắt cổ chứ không phải bình bắt tính. Tôi. Tại sao các người không tin tôi chứ? Trả con lại cho tôi. Tại sao các người không tin tôi? Anh đã từ chỉ mình. Anh nói anh tin tôi, anh trả con lại cho tôi đi. Đó là con tôi, đó là con tôi mà. Trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi. Không lẽ cô nói muốn tìm gia đình mới, người cha mới cho bé tàu xì là có nghĩa này sao ta? Nè, nói cho anh biết chuyện này, đừng đồn ra ngoài nghe chứ. Cũng được. Cô hạ tầng 7 á, cổ thường đẩy xe nôi đúng không? Nhưng mà thật ra trong xe nôi đó không có em bé. Em bé đó chết từ lâu lắm rồi. Còn nữa nha, cổ thường xuyên hút sữa ở trong nhà, hút tới nguyên cái tủ lạnh toàn là sữa. Cổ coi bản thân mình là người mẹ, luôn cả sức khỏe của cổ cũng lừa dối cổ luôn. Bí mật này toàn bộ tòa nhà Kim Tiêu đều biết, chỉ có anh không biết thôi. Sao anh biết gì? Nhớ năm xưa, chồng của cô Hà này đã bỏ đi, cô chỉ không được cứu sốc, đã chạy lên sân thượng của tòa nhà này chơi nhảy lầu. Vụ đó báo chí đăng đầy y như vụ hôm nay vậy đó. Sao anh không nói sớm? Con người tôi nói nhiều thôi, đâu có nói nhiều đến vậy chứ. Ê, đi trước nha. Ủa, cô Hà, dọn đi sao? Phải đó, cuối cùng tôi cũng dọn đi rồi, không cần ở lại cái chỗ quỷ quái này nữa, suốt ngày gặp những kẻ vô bổ. Vậy sao, chúc mừng cô nha. Cảm ơn, có duyên gặp lại. Bye bye. Bye bye. Không có gì thì đừng gặp lại nữa. Ý, anh bạn, giao hàng sao, tới từ mấy gì? Tiêu Dĩ Minh, ban quản lý tòa nhà Kim Tiêu. Không cần ông nói tôi cũng biết tôi là Tiêu Dĩ Minh. Tôi hỏi ông giao cho tầng mấy. Tôi đâu có đặt hàng đâu. Ai gửi vậy? Đừng chơi với con nhiều quá mà. Mất công lát nữa nó lại không ngủ được. Hey, cùng lắm lát nữa tôi ngủ với nó là được rồi á. À phải rồi, bác sĩ có nói với tôi á, bệnh của Karen ngày càng nghiêm trọng hơn. Bây giờ còn có khuynh hướng tự quỷ hoại, chứ sợ cô sẽ làm hại tới bé tàu xì. Cho nên kêu tôi chuẩn bị sẵn tinh thần, cô phải nhập viện điều trị thời gian dài. Không sao đâu, tôi sẽ ở bên cạnh bất cứ lúc nào.
chăm sóc bé Tao Si, chăm sóc mọi người. Cảm ơn em nha, Mẫn Nghi. Mẫn Nghi à, hôm nay thời tiết rất đẹp, hay là ăn sáng ở đây đi cũng ha. Được, ngồi đi. Ăn đi, ăn đi. Má à, hay là nhà mình chụp tấm hình nha. Cũng được, cũng được. Tưng 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 tưng. Bảo Điệp, xin chào, giới thiệu lại nha. Đây là thiết bị uống nước tự động mới nhất dành cho mèo, không cần chuồng cũng có thể tự động có nước tươi ngon để uống, bổ sung đường nước, da dẻ hồng hào, không cần đánh bóng. Bây giờ đang trong giai đoạn quảng cáo, miễn phí sử dụng. Nếu thấy hợp thì giới thiệu cho bạn nghe. Anh à, luôn cả mèo anh cũng biết tiếp thị, không làm bảo vệ có thể làm tiếp thị đó. Alex, cuối cùng cô cũng về rồi. Phải. Chà, ok lắm, giống y như mua trên mạng vậy, không hề có chút khác biệt. Nói gì thì nói, không biết ai đem cái này tới nữa. Cô tưởng là tôi rất rảnh. Ở này, khoan đã, người bí ẩn đó không phải là cô đó chứ. Anh còn nói nữa, mỗi lần tôi đi ngang qua đây, anh đều bỏ đi tuần tra, để lại mảnh giấy cho anh. Anh cũng không đếm xỉa, nên dành bất ngờ cho anh thôi. Hả? Cô chủ động tìm tôi sao? Phải. Sao hả? Có thích món quà này không? Nè, món quà này cô tặng cho tôi hay là tặng cho Bảo Đẹp đi? Cũng vậy thôi. Anh quên rồi sao? Lần trước trong giai đoạn nguy hiểm, Bảo Đẹp đã nhảy lên tên cướp cứu anh, anh thì cứu tôi. Tôi cảm ơn Bảo Đẹp cũng giống như cảm ơn anh. Vậy thì cảm ơn cô nhiều nha. Bây giờ cô tặng cho tôi cái chuồng mèo này, bắt tôi hàng ngày phải chăm thức ăn cho nó. Bảo Đẹp là thổ địa ở đây, anh chăm sóc nó đàng hoàng, nó sẽ chiếu cố anh. Thật đó. Cộng thêm bây giờ Bảo Đẹp có phiếu ăn dài hạn như anh, từ nay tôi bay đi cũng yên tâm hơn, đúng không? Đúng không? Phải không Bảo Đẹp? Nè nè, cậu làm gì ở đây vậy? Ra ngoài. Đã kêu cậu đừng làm phiền cái trò rồi mà. Nè thầy Lâm à, hình như bây giờ cổ đang trong phòng bảo vệ của tôi, kiếm con mèo để chơi, tôi làm phiền cổ chỗ nào chứ? Huống hồ không lẽ tôi làm ngơ mặc kệ khách trọ hay sao? Vậy tại sao cậu quyết định bám theo cổ chứ? Thầy Lâm à, thật ra tôi tìm anh Tiêu để nói chuyện, không liên quan đến ảnh nè. Không phải nói đi tuần sao? Ờ phải, tôi phải lên sân thượng sửa anten. Sân thượng gặp lại, đi trước nghe. Phải đó, đi 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 đi. Nè, tôi... À, thầy Lâm à, tôi biết nhìn vào anh Tiêu có thể có chút kỳ lạ, nhưng thật ra con người của ảnh rất là tốt, rất có trách nhiệm. Ông đừng có thành kiến với ảnh nữa được không? Thực tế là cô không có hiểu Aletta. Tại sao cô không chịu nghe lời của tôi nói? Người này á chỉ mang lại bất hạnh cho cô thôi. Cô đừng qua lại với hắn nữa. Thầy Lâm à, thật ra tôi rất biết ơn ông đã cho tôi thuê căn phòng đó giá rẻ, và cũng cảm ơn ông đã chiếu cố tôi. Nhưng tôi qua lại với ai thì là quyết định của tôi, cho nên tôi cũng hy vọng ông tôn trọng lại tôi. Tôi đi mua chút đồ ăn đã. Bảo Đẹp, không lẽ đã định sẵn sao? Thức ăn tới. Ngon quá, vừa thấy là đói bụng rồi. Nè, cái này mới giống quà tặng hơn nè. Cứ ăn đỡ đi. Đúng ra tôi định mua đùi gà chiên giòn của Gia Gia, nhưng ảnh bán hết rồi. Đùi gà chiên giòn thì để lần sau tôi mời cô ăn đi. Anh kêu tôi tới đây để làm gì? Tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Nói đi. Thực ra thì suốt hơn 30 năm qua, tôi luôn mơ cùng một giấc mơ. Tôi mơ thấy một người phụ nữ, cô đẹp lắm. Cô luôn làm cho tôi gần như điên đảo tinh thần. Nhưng mà nhiều khi tôi thực sự không phân biệt được, thật ra đó là thật hay là mơ nữa. Người phụ nữ trong mơ của anh có phải là tôi không? Sao cô biết vậy? Cô cũng mơ thấy tôi luôn sao? Thiệt là tức cười. Lời thoại tán tỉnh của anh đừng cổ điển quá được không? Tôi biết có nói ra cũng không có ai tin đâu. Ok, tôi tin anh. Vậy ở trong mơ chúng ta như thế nào hả? Có cho anh số độc đắc không? Đương nhiên không rồi.
Cô chỉ cho tôi số nhà, chỉ có vậy thôi. Vậy thì chắc chắn là một căn hộ có phong thủy đẹp, anh giàu to rồi. Cô đâu có tốt bụng vậy. Cô chỉ tôi xuống căn 704 của cô Hà ở tầng dưới đó. Cô Hà? Cô Hà bị bệnh ảo tưởng, suốt ngày khiếu nại tôi sao? Phải rồi, tôi sợ không biết có khi nào cổ hại cô không, nên mới theo dõi cổ. Chuyện của cổ tôi cũng có nghe nói. Thật ra cổ cũng thảm lắm. Nghe nói bây giờ cổ làm bảo mẫu giữ con giùm người ta, coi như có chỗ dựa rồi. Người ta nói tình mẹ bao la, nhiều khi đúng là đáng sợ lắm. Nhưng bỏ đi, chuyện nhà người ta đừng nói nữa. Quan trọng là cô không sao. Nhưng mà ở trong mơ, cô thường phá tôi nhiều hơn. Tôi không tin đâu. Tuần sau tôi sẽ bay qua New York. Anh có muốn lấy quà gì không? Coi như trả công anh chăm sóc bảo đẹp giùm tôi. Trời, không lẽ cô lại lôi vòng cổ mèo áo mèo về hay sao? Nặng quá, tôi không phá bản thân mình như vậy đâu. Bây giờ bất thình lình thì tôi chưa nghĩ ra. Thôi vậy đi, tôi nghĩ ra sẽ nhắn tin cho cô. Anh lại định viện cớ xin số tôi thật sao? Xin số cô cái gì chứ? Nè, tôi chỉ muốn tốt cho bảo đẹp thôi. Cô nghĩ đi, cô cứ bay đi bay về. Tôi thì chưa từng nuôi mèo. Lỡ nó bị nhức đầu chóng mặt gì, hay là nó vui vẻ quá chạy đi phá mèo cái làm cho người ta có thai, tôi cũng có thể tìm được cô mà, đúng không? Ngủ ngon. Bye bye. Nè, tôi nhắn tin cho cô đó nha. Vô đi. Chào. Cô có biết mỗi lần cô bay đi tôi nhớ cô lắm hay không? Nhớ máy giặt của tôi thì có. Ừ. Yên tâm đi, tuần tới có lẽ tôi sẽ không bay đi đâu hết. Ít nhất cũng nghỉ một tuần đã. Vậy thì hay quá. Cô cũng biết đó, ra ngoài giặt đồ vừa mắc vừa đi xa nữa. Đừng quên để lại 20 đô nha. Ờ, được rồi. Mưa sao băng, dòng sao thiên lang sẽ xuất hiện rạng sáng thứ ba tuần sau. Đài Thiên Văn dự báo, đỉnh điểm của nó mỗi giờ có thể đạt tới 110 ngôi sao. Mưa sao băng lần này không chỉ có nhiều số lượng, hơn nữa tỷ lệ sao băng sáng hơn cũng rất cao. Đài Thiên Văn cũng nói... Lúc nào cô cũng nói muốn ngắm mưa sao băng. Đáng tiếc, cô và anh Jack chia tay rồi, nếu không hai người có thể coi chung với nhau. Có sao đâu. Dù sao lúc đó tôi cũng đã ở New York rồi. Toàn đập nước. Ở công viên ngoại ô Đại Đầu Châu Thạch Áo và Vịnh Quang Thủy Đại Á Mãn, sau nửa đêm cho đến trước rạng sáng đều rất thích hợp quan sát. Anh biết là em rất thích ngắm sao. Em tạm thời ngắm đỡ đi. Anh hứa với em, lần sau có mưa sao băng, anh nhất định trở về ngắm với em. Có chịu không? Em đợi anh. Tôi lại mới nằm mơ, trong giấc mơ hẹn cô ngắm mưa sao băng. Lại dở chiêu này. Anh mới coi tin tức, nói thứ ba tuần sau có mưa sao băng đúng không? Cô nói tặng quà cho tôi mà. Tôi muốn cô về cùng tôi ngắm mưa sao băng. Nhưng tối đó tôi đã bay qua New York chưa có về. Vậy nên nhờ bảo đẹp ngắm với tôi vậy. Nè, lão khùng, nay mai ước mơ của anh sẽ thành hiện thực ngay. Nhớ đó nha.
chào quý khách. Cảm ơn các vị đã lựa chọn chuyến bay của chúng tôi. Do đường băng của sân bay hiện nay bị sương mù bao phủ, chúng tôi dự đoán chuyến bay sẽ bị trễ 20 phút. Cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Không biết ngồi tới bao giờ. Chị Alex, chị gì lịch vậy? Chị đúng là không may. Bình thường thì không đổi lịch, vừa đổi liền gặp em bé khó chịu ngoài kia. Thì đó, bình thường các em bé sau khi cất cánh áp suất thấp, lỗ tai khó chịu nên mới khóc thôi. Hôm nay chưa cất cánh đã bắt đầu rồi. Em bé rất nhạy cảm với những chuyện siêu nhiên. Lần này em bé trên máy bay đồng loạt khóc, chắc chắn là có độ dơ bẩn. Thôi đi, bình thường các em bé luôn dễ bị ảnh hưởng. Một đứa bắt đầu khóc, những đứa còn lại khóc theo, có gì lạ chứ? Mọi người đừng nói là không dị đoan. Lần trước sóng thần Nam Á có mấy trăm ngàn người chết. Nghe nói đã dùng máy bay này của chúng ta chở thi thể về đó. Không chừng còn vài người chưa xuống máy bay thì sao? Đừng nói lung tung nữa, mau đi làm việc đi. Nè, có phải thật hay không? Tỉnh táo lên, đừng suốt ngày ngủ gục nữa. Được rồi. Vậy được không? Ừ. À, xin lỗi nha, hai người không thể ở đây được. Làm phiền hai người quay về chỗ ngồi. Chị cô. Tôi tên Alex, là tiếp viên trưởng ở đây. Chị Alex, chị không sao chứ? Trán của chị đầy mồ hôi kìa. Không có gì, thấy ác mộng thôi. Tôi đi kiểm tra. Nè, lát nữa mấy giờ chúng ta hạ cánh vậy? Xin lỗi quý anh, đây đèn an toàn đã sáng lên, làm phiền thắt dây an toàn. Thật trễ một chút cũng đâu có chết. Xin mọi người thắt dây an toàn. Sao vậy? Xin vui lòng thắt dây an toàn. Mọi người vui lòng thắt dây an toàn. Thắt dây an toàn đi. Trời ơi, rung lắc dữ dội quá. Có cần hỏi cơ trưởng xem xảy ra chuyện gì không? Mọi người ngồi xuống trước đi, để tôi hỏi thử. Xin hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Xin lỗi, tôi không thể nghe rõ anh nói gì cả. Cơ trưởng. Cơ trưởng. Cái gì vậy? Trời ơi. Cơ trưởng. Số không xác định. Alo. Người ta đang trên cao 10.000 mét, đâu có rảnh đếm xỉa tới mình.